Đàn heo đi rồng ra đinh cơ mòn chi lắm mà bàn đưa mình nhà hát đã chơi ra gió ra bàn nào mày anh yêu mưa chi có bàn có phương đưa ta vui ra gió ra bàn xin phép mà các bàn ra để hoa ngồi đều đi đón hồi cho mê nhà tôi đã chơi cô ngài đào bàn ôn ơi lê nhà thiêng mà vong lời vong đi là lại nó thôi cho hay với gió đầu năm chớ đón hội chớ lễ phường hồ mà này ùn gặp người mưa ùn mắng ngựa đà anh hơi thiêng ngài mang nhớ ra mang thương thiêng ngày chôn thiêng ban phương bơ quen nông gió na bữa cả chân chớ tha khả tha đà ùn chẳng có đậm ngõ anh chạc nó thương ngày ai anh hơi thiêng ngày mà ngoài chợ cửa nông thiêng ngày mà ngựa chuồng chiêng đông cũng thâu nông gió đầu tiên bước tha khả chớ đâu nằm bùn chưa đi hạt đang hót tì ngày hôm mà này đã anh hơ tiếng ôn ngon lắm mà cửa cái chiếu vội ra có ngày ổn ngà thương ở chế chậu ở chế hè thì em chỉ đã ngắm quen đỡ theo em hơn nhà trang chế sâu mà ôn nơi ôn ra điều ba nhận câu lời thân ê nhà cô ngày ôn nơi thời em mang thiêng khề chớ mang thương ùn bừa thắm đất đã ngó mưa bừa gấp mà em giờ em hơi ùn răng mang
mang thương bao nhiêu thiêng hạt lấy nhà nhường cho gia đại hồ na hồi à em bó phai nhìn ó phai nhòa cho un kết bạn phua đến phua cũng em nghe em hơn bỏ răng được là ra khó quen na khó ni rê nhà bàn rê nhà phương thân này ra gió na thời ha un chớ mua là lạ chớ về mưa ngày ngà chớ chặn kha ngõ được chỉ ma thường ngày em ơi ôn na ơi răng khe gia là ra về là mưa ngà thần em thì khế nhớ là phê là mương à, nơi nì à, thôi hãy đâu nà ơi thời ha em quen à, thiện khế mà thiện chào ủn à, chưa mặt em ở xa nào về là nơi à, nì à, em hơi dạ em nhớ xa lòng ra ôn nơi à, để nhà tâm còn là số bao nhiêu ra con không à, với đại ôn à hẹn à đi chớ lắm dặm mà thương nô cho ôn thầm đất ngõ tường phải xa chẳng em hơi ê nhà đi nhiều dầm ra thoát tha nhưng vì tình nhớ cảm ê nhà thì đã về là đi thôi hãy đâu nà ủn là về là thấy đông bạn thầy nhớ phưa nhưng hà ủn ngắm thăng hào ngõ tưa chợ bao em nghe em ơi đi cà mà ủn cho em hỏi mà thăm mà liền na hỏi thăm quê quán chóm làng tên chị với giò đâu nào là cả sơn chớ binh hiểm chớ em ơi ngày nó lóng đó ra thổi lời ngã viết là thầm ngày em ơi ôn nào bị nhà hẻm ra là cả chân na thìa mình để dùng cái nhà ra đỡ quen cho ăn mà chẳng nhà un chết lắm rục chớ ngán rư chẳng giòn em đến thương tiếc vừa lối mưa em hơi nếu răng bị nhà hiểm ra thất tha dừng ôn vài bộ nhà ra sao mà chị con hãy đâu na ơi thọn na ôn cho trong cuộc ở cha có ôn
em chờ lo lắng đã có un thường ngày em hơn trong cuộc mà thật ta hồn ơi bố thật hồn ra thế là chỉ có ngày đâu nơi thế là un chớ chữ bờ chớ đầu chữ a chữ nở lá bụi thế na un na ni em hơi ôn ơi bố thật là mà rõ ràng chớ mà bố bèo ê nhà thì mát nở chuông nó ôn đại nếu mà chưa rõ ở cha chuyện khâu chuyện khác un bố tương cho em hay em hơi chia đi ô bố thật đau bồi ôn ơi đổi mình đẹp mà chuyện tiệp mà lời đôi bên với giờ nào ủn ra chớ nói rõ nói tường vẫn tha hà chưa biết tường chớ thế là em đã em ơi thôi ồn mắt ào mặt lang ngả tinh ồn nơi ồn cò gia đình ta e nhà chúa ồn mà yêu em thương chớ em hỏi chớ ồn bố tựa ồn à chưa sợi dung chỉ giá đi cũng ngày em hơi mặt nó thiếu rì ra ôn nơi nhớ hay rằng bố đôi qua lời mà thôi ra gió ôn em thương em chưa tin là ùn ở ngõ tựa chẳng tin ùn tâm mà đến phương cũng em chẳng giờ em hơn ơi bố thật mà chẳng nó lòng em giữ lệ cầu lối của già rai ồn thân ồn bắc bữa lử bên bữa hè ồn à chăng sợi dừng giá đình chỉ khô đới hà em hơi ồn răng chúa cò mà ra ồn mà bố tới anh họ rơi rồi ồn thương ồn em yếng ồn chớ em hơi chớ yếng thiêng khá thiêng đang mà khô đời hà đã hại em hơi nếu ồn bố thật là ra bố xin phép mà để nhà cho cam mà có ăn à chẳng no đến đi un cháo lại đỡ un à về lơ
chúng xe chúng chiến phải đều mà đều đi đã hẹn hơi chỉ tiếng hạt mà cứ nó đang bụi đang hạt lại rồi nhỏ ra dầu chiến khó chiến khát cho em hay khổ thân người ùn biết đường đi xe đã hay ùn về là ở đàn là đà bang ngã nói nhỏ sẵn cò nhà thôi đưa ra rồi đành ùn em đưa em con là em ngã hơi chưa quen mò ở mặt người tươi em đã hay về là em nhà chỗ cả mà khán đã lâu ngày nó thả khả mình đeo cắm chuông có ngủ nào cảm ơn cái thầm chưa khoản quang cũng đi nữa khả nữa đang cũng lại bơi em đã hay về là em nhà chỗ cả mà cảm ơn cái chùa cho cả thầy thì un chồng lỗ hỏi năm cho em đã hay với là cửa chầu mà nhà chung un nơi cho quyền hạt là những ngã lối nhỏ có ngày un nếu mà có chầu un có chung thì un lồn chầu ủn răng bó châu bó chung ra cho anh ngồi lại lòng nôn cho cầm